Với phương châm phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổng công ty vững mạnh toàn diện, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã không ngừng nỗ lực, xứng đáng là đơn vị chủ lực trong ngành thuốc lá, với những thành tích nổi bật trong các phong trào thi đua khen thưởng trong 5 năm qua. Vừa qua tại Hà Nội, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Vinataba đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 5, giai đoạn 2020-2025. Tới dự đại hội có ông Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ông Trần Quang Huy, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Cùng với phong trào thi đua trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Vinataba từ nhiều năm nay đã đồng tâm, hiệp lực, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hăng hái thi đua lao động sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc. Với sự không ngừng đổi mới, sáng tạo, từ năm 2015 đến 2019, toàn Tổng công ty có 806 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm lợi hơn 92 tỷ đồng và thực hiện 85 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ và Tổng công ty. Nhờ đó, tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty giai đoạn 2015-2019 vẫn giữ vững ổn định và phát triển. Tốc độ tăng trưởng bình quân tăng 5,2%, tổng doanh thu không bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt đạt 131.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 963 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 4% một năm. Với những thành tích đạt được trong giai đoạn 2015-2019, tại đại hội, nhiều tập thể cá nhân đã vinh dự được trao nhận các danh hiệu phần thưởng cao quý, 8 tập thể, 13 cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động và nhiều cờ thi đua, bằng khen của Chính phủ, Bộ Công Thương. Danh hiệu chiến sĩ thi đua ngành công thương cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.